Hello anh em. Chiếc tàu đực đã được kéo lên nụ thì bây giờ mà anh em xem nó sửa chữa cái gì, làm cái gì. Anh em hãy chờ xem nha. Rất là đẹp nha anh em. Đây hình dáng em nó nha. KR95009TS. Màu trắng nha anh em, màu trắng viền xám. Đó là chiếc này cũng làm tàu cái đó anh em, nhưng mà chủ ghe nó nhỏ quá, bây giờ là cho làm tàu đực luôn nha. Gò má sệ vuông nha, đó vuông nhất luôn. Anh em biết tại sao là mình phân biệt được không? Mình nhìn lên cái trên cái cẩu này nè ha, nó có nhiều cái rọi ghẻ ha, đó là mình biết tàu cái ha. Đó. Chiếc này tàu đực nha, có một cái gỗ ghẻ à. Sao lái em nói nha. Chân vịt, trời ơi. Chân vịt nhôm nha anh em. Chân vịt này 3m2 đổ lại nha anh em. Quá bự. À, bên lái rút ra rồi nha. Cốt bánh lái thì 76 ly. Đây. Đang đục bỏ một phần nha các bạn, một phần là ký nha. Tại vì chân vịt nó quơ hơi muốn đụng đó. Mỗi dùng mỗi cách làm nha anh em. Thì có người xài xả lít lã ký cây ha, có người xài lã ký sắt thì theo thôi. Thôi cái đầu qua tiễn nè, đầu qua tiễn này là vừa luôn, đời mới giờ là vậy luôn anh em. Dài ha, cái cốt này chắc cỡ 127 ly đó anh em. Chơi hai cây chổi nữa nè. Dưới đây khoét mấy cái lỗ ha, để cho nhẹ lái nha anh em. Cho nước lòn qua lòn lại cho nhẹ lái ha. Mình đứng được trên ghe rồi nha anh em. Trời ơi. Là mấy cái này thì khi lên dây á ha, cho nó chạy. Quấn vô cũng chỉ nè. Nhìn xa. Quá là đã. Thì lên dây đó anh em, trên đó ha. Đưa qua đây. Này lăn. Lăn để mà không ngay cẩu nha ha. Bảo vệ. Thôi là trái lăn nó quýnh vô đập keo hết. Ông chỉ. Giờ mình sẽ đi ra sao mình coi hầm máy nha. Ôi, máy này là máy S6R anh em ơi. Hầm máy sạch nha anh em, quá sạch. Máy là S6R nha. Mẫu cao. Cái dáng luôn á, rồi làm cái bồn lớn luôn đó anh em, quá trời mới thấy lần đầu luôn.
bánh lái rồi nha anh em. Cứ chơi thõng lăng nè anh em nha. Đưa dài ra trước luôn. Khi mà lên dây là nó không có đụng vô cái phần be nha. À, cho nên là không có chóc keo gì mấy. Hay thiệt chứ. Đúng là mỗi chiếc ghe có cách thiết kế khác nhau ha. Ồ, có chơi máy lạnh luôn, quá dữ. Đó, cái cục nóng nè. Tuy rằng cái phần mà chân vịt nó không có đụng lỡ ký anh em, nhưng mà ở bên mấy anh ở bên mà tài công á, anh muốn là đục ra để mà cho nó rộng ra chút xíu để cho nó đủ nước ha. Theo ý ảnh nói là như vậy ha. Đục ra ít à. Rồi chét bột lắp keo lên là xong ha. Lần rồi có đụng dư á, dư nhiều rồi đó. Ok. Gần tắt rồi. Vậy thì clip này đến đây kết thúc nha anh em. Hẹn anh em clip sau nha. Bye bye. Anh em nhớ đăng ký kênh nha. Thì chiếc này lên đây sửa ít à. Thấy em nó lên nụ thì mình quay luôn ha. Bye bye anh em nha.